Jimmy kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì công nhân may mặc tại California được trả lương tối thiểu là 14 Mỹ Kim theo giờ. Thống đốc Gavin Newsom vào hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9 đã ký luật bắt buộc kỹ nghệ may mặc trả lương cho công nhân theo giờ chứ không theo số lượng sản phẩm mà họ làm ra theo Reuters đưa tin. SB62, còn được gọi là đạo luật bảo vệ công nhân may mặc, sẽ mở đường cho hàng ngàn công nhân tại hạng xưởng may mặc gồm 26 thợ trở lên ở California nhận được lương tối thiểu là 14 Mỹ Kim trên một giờ. California sẽ buộc hãng xưởng chịu trách nhiệm và sẽ công nhận giá trị của công nhân, những người đã giúp xây dựng nền kinh tế lớn thứ năm của thế giới. Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố cho biết những chiều luật như thế này bảo vệ công nhân lương thấp mà nhiều người trong số họ là những phụ nữ da màu và người nhập cư, bảo đảm họ được trả lương xứng đáng với công sức và cải thiện được môi trường làm việc. SB62, California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ loại bỏ việc trả lương theo sản phẩm, mặc dù có trường hợp miễn trừ dành cho hãng xưởng ký thỏa thuận với nghiệp đoàn. Trước đó, công ty thời trang American Apparel và Hiệp hội giày dép cảnh báo đạo luật này sẽ khiến hãng xưởng may mặc ra rời à, dời ra khỏi California làm mất việc cho người lao động. Los Angeles là nơi tập trung công nhân may mặc ở nước Mỹ, hơn 40.000 công nhân làm việc cho khoảng 2.000 hãng xưởng. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền công nhân là Garment Worker Center, nhiều nhà máy nhỏ thường hoạt động mà không đăng ký theo thủ tục, góp phần nạn bóc lột công nhân may mặc, GWC cho biết. Liên quan đến phần tin khác thì giới văn nghệ sĩ hải ngoại thương nhớ ca sĩ Phi Nhung. Sau thời gian chống chọi với Covid-19 thì ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày thứ ba, ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, hưởng dương 51 tuổi theo cáo phó của gia đình ca sĩ Phi Nhung, đại diện là trưởng nữ Wendy Phạm Thu. Cũng theo cáo phó của gia đình thì ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970 tại Gia Lai. Nữ ca sĩ được chạy ECMO lọc máu liên tục, chia sẻ với phóng viên Nhật Báo Người Việt chỉ vài giờ sau khi báo chí trong nước đưa tin cảnh nữ ca sĩ bông điên điển không vượt qua được sau hơn một tháng chiến đấu với Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Ca sĩ Phương Hồng Quế cho rằng từ đêm qua khi nghe Phi Nhung mất thì nước mắt của cô cứ tuôn rơi, ai cũng thương mến Phi Nhung vì cô Phi Nhung ra đi khi tuổi đời còn trẻ, đó là sự mất mát lớn cho giới văn nghệ sĩ. Và theo lời nhận xét của cô ca sĩ Phương Hồng Quế thì Phi Nhung rất là dễ thương, hay gọi cô Phương Hồng Quế là mami, không chỉ tài sắc vẹn toàn, cô Phi Nhung còn có tâm từ bi hay thương người. Trong khi đó thì um, hồi tháng 7 thì ca sĩ Phi Nhung còn nhắn với ca sĩ Phương Hồng Quế là sẽ về lại Mỹ nhưng bà chờ mãi đầu tháng giữa tháng cũng chưa thấy Phi Nhung đâu. Bà hỏi thì Phi Nhung trả lời là ai cũng bỏ về thì còn ai giúp đỡ bà con bên này nên Phi Nhung ráng lại một thời gian. À, và theo ca sĩ Phương Hồng Quế thì sáng giờ thì cô cũng đã gọi cho ca sĩ Mạnh Quỳnh nhưng không được và cuối tuần thì Mạnh Quỳnh và cô Quế có show bên Washington DC, không có Phi Nhung, ban tổ chức phải gỡ hình của cô Phi Nhung xuống. Thay vì hát chung với Phi Nhung như mọi khi, lần này Mạnh Quỳnh hát với Hương Thủy, cả hai đều khóc vì vắng Phi Nhung, lúc đó đã biết Phi Nhung đã trở nặng. À, và bà kể thêm rằng là đêm 27 tháng 9, tức trưa ngày 28 tháng 9 đến Việt Nam, sau, nghi, sau khi mà nghe tin ca sĩ Phi Nhung ra đi, thì Mạnh Quỳnh là ca sĩ à, hát song ca ăn ý nhất với Phi Nhung, đã thay hình đại diện trên trang cá nhân và viết một bài thơ buồn như lời chia tay bạn diễn. Đó là Người trả xong rồi nợ trần ai, nhẹ nhàng thanh thản chốn thiên thai, bao nhiêu thương nhớ người để lại, cung sầu tôi hát khúc bi ai. Liên quan đến phần tin khác, thì liên quan tại vùng California của chúng ta, phở 79 lọt vào danh sách là Mesolingai with Goldman năm 2021. Phở 79 ở thành phố Garden Grove nằm trong số 6 nhà hàng ở quận Cam lọt vào danh sách là Michelin Guide Beef Gourmet 2021 theo OC Park vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 9. Trong danh sách này à, công bố thì chuyên gia ẩm thực lưu ý tiệm phở nổi tiếng ở California này bán phở thuộc loại ngon nhất miền Nam California. Phở 79 mở năm 1982 nằm ở góc đường Brookhurst và Haza, thuộc thành phố Genshov. Năm 2019, tiệm phở này trở thành nhà hàng đầu tiên ở quận Cam thắng giải America Classic Award của James Beard Foundation, không được gọi là giải Oscar trong làng ẩm thực. Ngoài phở 79, năm nhà hàng khác của quận Cam cũng lọt vào danh sách Michelin Guide Beef Common 2021. Đó là CHAAK Kitchen và Fable and Spirit Heritage BBQ và Khang Saf BC Craft Kitchen và Olivia's Osteria Marion Monty ở tại Laguna Beach. Mỗi năm thì Michelin Guide Beef Gourmet giới thiệu những nhà hàng bán thức ăn ngon đặc biệt với giá vừa phải theo Wikimedia. À, tính món ăn trong thực đơn của những nhà hàng đó cũng phải có giá thấp hơn giá cao nhất theo mức sống của địa phương. Liên quan đến phần tin khác, lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam chuẩn bị đi Nga vào năm nay. Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam tới Nga để chuẩn bị cho lãnh đạo cấp cao, chế độ Hà Nội tới thăm Moscow, theo hãng tin của Sputnik 5 vào hôm thứ Pha ngày 28 tháng 9 cho hay. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm cao cấp, lời của ông Bùi Thanh Sơn, ngoại trưởng nói với nước Nga sau khi họp với ông Sergei Lagov, ngoại trưởng của Nga tại Moscow. Không thấy ông Sơn hoặc là hãng tin trên nói lãnh đạo cấp cao là ai và khi nào sẽ đi. Ngoại trưởng thường có nhiệm vụ sắp đặt chuyến công du cho Thủ tướng, Tổng thống, Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đi Nga trong cương vị là Tổng bí thư của đảng hồi tháng 9 năm 2018. Ông Nguyễn Xuân Phúc đến Moscow vào tháng 5 năm 2019 trong vai trò là Thủ tướng. Hai ông này sẽ đi Nga lần nữa thay vì là sẽ ông Phạm Minh Chính lần đầu tiên đi Nga trong vai trò Thủ tướng. Theo Sputnik, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lagov nói với báo chí Nga sau cuộc họp với Ngoại trưởng Việt Nam là nước Nga mong muốn củng cố hợp tác quân sự kỹ thuật, tương tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng bên cạnh hợp tác thương mại, công nghệ và hạt nhân. Việt Nam đang đàm phán với Nga để mua thêm một cặp hộ tống hạm lớp um, Gepard 39 với trang bị mạnh hơn so với 4 chiếc đã mua. Thông thường lãnh đạo cấp cao khi công du thường được chuẩn bị sẵn một số hợp đồng thương mại lớn hoặc là hiệp định song phương để khi tới thì chứng kiến ký kết và tuyên truyền. Đầu tháng 9 thì Sputnik đã dẫn thông tin từ ông Dmitry giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho hay là Việt Nam quan tâm đến việc mua lô mới và tàu kinh hạm của dự án G339 và hai bên đang tổ chức tham vấn về vấn đề này. Hầu hết các loại vũ khí và trang bị quốc phòng Việt Nam đều có xuất xứ từ Nga. Liên quan đến phần tin khác, thì Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc lại hô hào 16 chữ vàng. Hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam lại cam kết với nhau là phát triển mối quan hệ theo khẩu hiệu 16 chữ vàng trong khi vẫn tranh chấp. Trang mạng chính phủ .vn của nhà công quyền Cộng sản Việt Nam cùng nhiều báo mạng tuyên truyền chính thống đưa tin về buổi hội thảo có tự đề là 100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Buổi hội thảo vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 9 diễn ra trực tuyến với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Quốc cùng nhiều chức sắc cấp cao hai bên. Nhân dịp Trung Quốc chuẩn bị tổ chức À, Quốc Khánh hàng năm. Mục đích của hội thảo là cùng nhau chia sẻ và tham khảo kinh nghiệm về xây dựng đảng và lãnh đạo phát triển đất nước, trao đổi ý kiến về việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nước. Theo thông tin xã Việt Nam thuật lại, à, ngoài những lời hô hào quen thuộc ca tụng đồng chí anh em tham dự viên hội thảo hai bên được thuật lại là vẫn cùng nhau hợp sức và nhất định giữ lấy à, giữ chặt lấy chế độ độc tài đảng trị chứ không thể cho dân chúng ngóc đầu lên đòi quyền à, đa nguyên và đồng thời cũng không ngừng vung đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện à, theo tờ Nhân Dân cho hay. Và nhân dịp lễ lạc thì chức sắc cấp cao của hai nước chỉ nói những lời đẹp lòng nhau. Thứ sáu tuần trước ngày 24 tháng 9, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam điện thoại cho ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc cả quyết là coi trọng Việt Nam là đối tác quan hệ láng giềng hữu nghị, là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và nhấn mạnh rằng là việc phát huy quan hệ chính trị trong đó có việc tăng cường trao đổi cấp cao các bộ ngành địa phương, theo thông tin xã Việt Nam. Liên quan đến phần tin khác thì các tỉnh thành còn ngán người ở Sài Gòn và ba tỉnh lân cận. Nhiều tỉnh thành đề nghị chính phủ sau ngày 30 tháng 9 tiếp tục ngăn chặn người từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Long An không ra khỏi khu vực. Theo báo tiểu trẻ thì hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên đã chọn phương án này tại cuộc làm việc khẩn của 19 tỉnh thành ở phía Nam với tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì chiều ngày 28 tháng 9. Tại cuộc họp thì lãnh đạo hầu hết các tỉnh thành thống nhất khi bốn tỉnh trên từng kiểm soát được bệnh covid-19 sẽ thực hiện nới lỏng bên trong nhưng bên ngoài vẫn phải kiểm soát chặt chẽ ngăn ngừa dịch lây lan. do vậy các tỉnh thành phố kiến nghị thủ tướng cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát người đi lại giữa Sài Gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai với các địa phương như hiện nay. với những người dân từ bốn tỉnh thành trên thực sự cần thiết thì các địa phương khác phải có kế hoạch đưa đón. bốn tỉnh vùng đỏ này phải chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng người dân tự phát về quê. đến nay Bình Dương, Đồng Nai, Long An gần 80 ngày, riêng Sài Gòn thì hơn 120 ngày áp dụng chỉ thị 16. Những ngày gần đây, sau khi một số tỉnh thành ở miền Tây nới lỏng giãn cách thì nhiều người từ Long An, Tiền Giang đổ về quê bằng xe gắn máy, dẫn đến bị chặn giữ lại tại các chốt kiểm soát, phải ăn ngủ tạm ở vỉa hè lề đường chờ các tỉnh tiếp nhận công nhân. Trước đó vào hôm 15 tháng 8, khi hay tin Sài Gòn tiếp tục bị phong tỏa kéo dài một tháng, nhiều người dân chịu hết xiết đã tự chạy xe gắn máy về quê nhưng bị lực lượng ở các chốt kiểm soát cửa ngõ chặn lại bản tin vừa qua đã kết thúc phần tin tức của người việt tv cảm ơn quý vị đã hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp